Nếu không muốn xấu hổ thì phải che đi. Đây là câu chuyện của ai? Huy nữa. Rồi sao nè, kể nè. Ok ok à, ok à, hai năm trước tôi và vợ đi đi Phú Quốc. Trời ở Phú Quốc có hơ vời có thằng chật lớn. Có cái gì anh? Hơ vời Hồ bơi. Có thằng chật lớn. Thằng chật nước rõ. Lên TV có việc sắp đúng không? Có chạy. Có việc sắp đàng hoàng. Rồi. Chính xác. Rồi. Có thằng chật lớn. Vì chúng tôi không bao giờ đi như vậy. Rất vui. Cô ấy léo đáng. Rồi. Và xuống nhiều lần. Xuống nhiều lần. Cô ấy nói Shinsuke ơi, tiếp. Đi lên tiếp. Coi như là rủ chồng lên. Lúc này tôi nhận là quán với của ấy bị lắc. Chỗ nào? Đây hai bãi. Chỉ quan với là gì màu? Nhìn tất cả. Rất ngạc nhiên. Ủa sao lại ngạc nhiên? Anh nhìn thấy. Tại sao ngạc nhiên? Ủa vợ mình mà sao ngạc nhiên? Xấu hổ. Lần đầu tiên thấy à? Nó xấu hổ. Xấu hổ. Có cái thằng chia đi không? Là ảnh nhìn thấy đằng sau của vợ sao ảnh xấu hổ. Anh xấu hổ. Xấu hổ. Tất cả người thấy quan với bị lạc. Tức là những người đàn ông ở cái công viên chơi đó lại tập trung ánh nhìn vào vợ của người ta. Anh xin một cái một người. Xong rồi họ mới nói hèn chi lấy là đúng rồi. Rồi sau đó anh phản ứng thì sao? Tôi kết hôn rồi nên tôi vốn cưới với nhau. Vốn cưới. Anh có nói cái gì với vợ anh không? Dễ thương. Đẹp mà. Đẹp mà. Anh thấy cái chuyện nó lỡ vậy rồi. At least em đẹp. Chim công viên nước. Nói chung là em bắt đầu thích anh Shinsuke rồi đó. Anh là đi không khí cho nên vui hơn. Rồi thôi, cảm ơn anh. Rồi bây giờ câu chuyện thứ ba. Người đàn ông em yêu đôi khi có phúc yếu đuối đến không ngờ. Cái này bài hát nè, ai biết? Ủa, đây tên bài hát mà. Đây câu chuyện của ai vậy? Đây. Của anh Sejun. Đây là câu chuyện của Sejun. Cái câu chuyện này về là lúc Sejun mới qua Việt Nam là khoảng cách từ 5 năm trước. Thì lúc đó là không có bảng lái xe và cũng không biết chạy xe luôn. Mất sợ. Là mỗi lần mà rủ vợ, tức là lúc đó là bạn gái nhá, cứ gọi là bạn gái. Mỗi lần rủ đi chơi như vậy là phải nhờ vợ chở bằng xe máy. Thực ra là cái ấn tượng mà rất đẹp mà bình thường, bạn trai chở bạn gái đi, bạn gái thì ôm, đúng không? Nhưng mà lúc đó thì cái ấn tượng mà hơi kỳ của cặp xe dương và vợ là vợ thì chạy rất là ngầu mà chạy mà nó rắn chạy là như thế này, em ôm đi rồi giống như thế này. Mà xe dương thì ôm vào mà giống như nhẹ yêu đuối mà thế này, như mà cái con gì ta, như cái chuột túi cô nè. Con chuột túi cô chuột túi cô mà thế này, giống như là ôm mẹ. Và tại vì lúc đó là nó chạy xe máy thì nó cũng ít kinh nghiệm, là ở bên Hàn Quốc là không bao giờ chạy xe, xe dương không bao giờ chạy xe. Mà ra là xe máy của đúng rồi cho là vì rất xe này cứ ôm chặt mà thế này là không im du rồi không im du rồi cứ đi ra đường thế, rồi tự nhiên thấy mà cái nhìn của người ta mà xung quanh xe máy là nhìn chằm thế này, thấy là nó hơi kỳ rồi, đàn nó chay mà nó bị sao rồi giống như giống như hai mẹ con. Giống như hai mẹ con đúng. Anh cho được quá, anh làm cái ô gì rồi mẹ đi đèn xanh rồi đi và thế này.
Đúng là cái hình ảnh đó nếu mà đối với lại người Việt Nam thì nó hơi lạ đúng không? Chị A thấy như thế nào? Có bao giờ chị A được người yêu chở trên xe máy chưa? Hồi ông nội cũng dám để cho bạn gái em chở. Chạy ghê lắm anh. Tại vì sao? Thôi, bạn em nó chạy xe, em không biết là ai huấn luyện cho nó chạy xe. Mà nó chạy xe là nó cầm như nè. Mà xe quay nha, là người ta chạy bình thường không? Để không đùng chạy nè. Lại là chạy xe quay á hả? Chạy xe muốn quẹo mà cứ chạy luôn. Xong rồi cái xe tới, mà không có xe thì không chạy. Muốn quẹo là quẹo. Mà luôn. Có xe tới bắt đầu quẹo. Em thấy vậy thôi không? Em xuống em lên chạy. Xong cái bữa đó em xỉn quá. Cái bữa lên, bà lên mới ngồi. Em ngồi xong. Chỉ thấy nó thức có 5 giây thôi là mấy bông mở một cái hay là ở nhà cái. Trời ơi, không có lần thứ hai nha. Nhưng mà em cảm thấy là lâu lâu mình đổi cái vị trí. Đa phần là con trai chở người con gái. Nhưng mà nếu mà mình lâu lâu mình đổi lại, mình ngồi đằng sau mình ôm bạn gái, mình cảm giác nó gì? Đã lắm. Trời, bạn gái chở được ngồi đằng sau ôm, thích cũng chết. Mi mắt không lạ đâu, May cũng thích vậy mà. Ok anh, có đồng minh rồi. Cũng có những người cùng quan điểm như thế. Xin thấy như thế nào? Chính thấy bình thường mà, nhưng mà không phải là lúc nào mà Chính cũng chở bạn trai. Mà nếu như mà cái đoạn đường nó rất là xa mà bạn đã chạy 1 tiếng mấy rồi thì Chính nói thôi để đổi đi, để cho em đi đoạn này, hoặc là cái đoạn này đẹp quá, đồi rồi hai đường hai bên đẹp, nó kiểu hai đứa đang đi phượt á. Thì đó, ok đó, Chính lên như chạy xíu mệt mỏi trả lại cho bạn trai thôi. Nói như vậy không đúng. Kyle đã từng chở Trinh trên xe rồi, đi ăn ốc ở quận 4 đó. Dạ đúng. Mà bả thích ngắm cảnh rồi chứ không có dành trại đúng không? Nhàng, chứ không có dành trại đâu. À, ta nói với bạn trai của người ta đó. Chắc là bạn trai đi rồi khác. Nhưng mà ngoài bên cạnh ngày hôm nay là bên cạnh Si Trương ra thì còn có Andre là cũng đã có vợ là người Việt Nam đúng không? Thì có bao giờ cái lúc mà thời điểm đầu mà Andre qua đây á, có bao giờ giống y chang như vậy không? Cũng được bạn gái chở không? Thì cái đó là Andre rất là thích vì cái đó gọi là xe ôm. Nếu phải ôm thì phải có người đẹp, người hấp dẫn nhà, là ví dụ là ở Hà Nội một lần đi xe ôm với một đàn ông rất là già, và ông ấy thì cứ sờ đùi của mình như thế này, và ở bên tay cây đó là hơi bất ngờ thật. Kiểu là cô ấy không có ý gì hết, nhưng mà thật ra nghĩ là vợ chờ hay là con gái xinh thì chờ mình thì tốt hơn nhiều là cái chú ấy sờ đùi của mình như thế. Ok, Kyle đồng ý. Biết tại sao không? Cái vấn đề ở đây á, là tại vì anh Sejun là giống người Việt Nam quá. Mà tại vì giống người Việt Nam mà lại được con gái chở á, thì mọi người sẽ không hiểu là cái chàng trai này có vấn đề gì. Nếu mà giống người nước ngoài á, thì là mọi người ngoài kia sẽ không có thắc mắc gì nữa, đúng không? Không, mà em cũng tiếp xúc nhiều với người Hàn Quốc á, thì cái style của họ sẽ hơi unisex một xíu. Nên khi ngồi sau lưng một người phụ nữ thì nhìn thấy tưởng như chị em thiệt, chứ không phải là vợ chồng. Không, thật ra bảo không biết nha, ngày xưa bảo đi đâu á, hình như là đi ra ngoài phía Bắc thì người ta mới có một cái câu nôm na như thế này là thà bố đánh đâu chứ không ngồi đằng sau xe con gái. Nguy hiểm lắm. Thật sự ngày xưa bảo từng được nghe câu thế. Hay á, cái đó có lý á. Là tại vì thật ra cái vai trò cầm chịch để mà lái xe máy á là thường là thuộc về người đàn ông chứ không phải là phụ nữ. Tại vì phụ nữ là họ thường là họ thích được ngồi đằng sau hơn, để họ ôm rồi họ được che chắn tất cả mọi thứ như thế. Coi cảnh nghe nhạc đồ thì những cái việc nào mà khó mà giống như cực khổ anh cứ dành hết đi không sao hết. Đúng. Thì anh dành hết mà anh không có dành, anh đâu có bắt phụ nữ phải làm em, đâu. Em sẽ không dành đâu. Nhưng mà em có biết tâm lý là tại sao đàn ông thường là không dám để cho phụ nữ lái xe không? Tại vì họ sợ. Đúng. Hay quá đây. Hỏi vậy á, ai mà hỏi em á là em cố ý làm cái chuyện này nó không có hay, giống như em sẽ cố ý lái xe làm lố. Đúng rồi, để thôi đừng hỏi em nữa. nhưng mà nói thiệt là ở bên Mỹ thì cũng như vậy. Hai cặp vợ chồng thì chồng sẽ là người chở thường. Là như vậy. Đó là một cái giống như là một người đàn ông trưởng trạc rồi muốn che chở bảo vệ cho vợ. Thường thì là cũng sẽ là người chở luôn. Đúng rồi, thường thì cái vai trò đó của đàn ông là ông kiểm soát tốt hơn bề mặt đường xá tất cả mọi thứ. Chị em có câu chuyện gì kìm nén nữa không em, khi mà được người đàn ông yếu đuối trước mặt bạn gái? Thì thực ra yếu đuối đây là em cũng biết, nhưng mà câu chuyện của em là gì. Thì đợt đó em với lại bạn gái em với lại đám bạn em đi uống cà phê. Trước đó là em với bạn gái em có đi ăn bún đậu mắm tôm. Mắm tôm, bún đậu mắm biết tôm. Nghe là thấy có mùi rồi ha. Bún đậu mắm tôm. Dạ. Yeah. Biết. Biết đúng không? Tại sao nhanh mặt? Không biết. Ủa. Rồi từ từ nghe kể chuyện nè.
Rồi, xong cái em không biết lúc đó em quyết đoán là nói chuyện rôm rã nè, xong tuyển công phút im. Thì em tính quay qua em nói với bạn gái em gì đó mà em không nhớ. Em vừa quay qua thì cái cơn ở nó vừa tiêu hóa xong nó lên, em kìm không được, em vừa quay qua. Xong cái bạn gái em kiểu hít vô, hít vô luôn. Trời mắm tôm không vậy, nguyên giữa cái bàn cái em quay qua em kìm bạn em có quần sạch sạch cho em mượn. Đó là em quê nhất luôn. Rồi coi như đó là cái điều đó là quê. Đối với lại GA thì cái chuyện mà ở hơi chứ mà bạn gái thì rất là kỳ. Thế còn ở nước ngoài thì sao ạ? Nếu mà ở trước mọi người như vậy thì đương nhiên là không lịch sự, tại vì nó nhìn nó cảm giác là như dơ và nó hôi và như vậy mà cảm giác lỡ là... mà nó có ý đâu, nó có phải là xì hơi đâu thì mà. Andre thì sao ạ? Ở và ở bên Séc đặc biệt là có lẽ là ở toàn châu Âu, nhưng mà bên Séc đặc biệt cái đó rất là bận lịch sự. Đúng cái vấn đề này như là ở hay là ói thì cái đó là nếu làm người ta thấy thì họ sẽ đánh giá rất là tệ. Anh bảo mình next đi anh. Anh cũng tính next á, nhưng mà anh chỉ muốn nói rằng là thật ra là cái vấn đề này thì ở nước nào nó cũng sẽ cảm thấy rằng là nó hơi bất lịch sự. Không, nhưng mà Kyle nghe nói là hình như là ở Trung Quốc thì cái chuyện ở sau khi ăn xong là một cái phép lịch sự, giống như là cho người ta thấy rằng là đồ ăn đã rất là ngon và mình rất no. Vậy luôn hả? Ở một phát một thì người ta rất là hài lòng. Thôi để bữa nào em kiếm bạn nào Trung Quốc nói tiếng Việt để em mời vô đây. Rồi. Để em hỏi lại coi có chính xác như vậy hay không. Nốt lại, nhớ không đầu nè. Nhớ không đầu. Rồi, câu chuyện tiếp theo của chúng ta.